xung đột từ đâu sanh ra từ đối lập sanh ra nếu không có đối lập xung đột do đâu mà có do vậy quý vị phải hiểu trong phật môn không có đối lập mâu thuẫn hay xung đột người khác đối lập mâu thuẫn xung đột đối với ta ta đối với người ấy chẳng có đừng nên đòi hỏi người khác đối xử tốt đẹp với chính mình mà phải đòi hỏi ta đối đãi với người khác như thế nào Thì quý vị mới có thể thành tựu trong Phật Pháp Đòi hỏi người khác đối xử với ta như thế nào trật rồi Đó gọi là gì? Cầu Pháp ngoài tâm Biến thành ngoại đạo Phật Pháp cầu trong tự tâm Chẳng cầu ở bên ngoài Vì sao? Tâm có thể chuyển cảnh giới Thí dụ như người khác hủy bán, lăng nhục, hãm hại ta. Kẻ chẳng học Phật bèn nói, đó là kẻ oan gia đối đầu của ta. Ta phải trả thù hắn. Khởi lên ý niệm ấy. Ý niệm ấy là sai lầm. Do chẳng biết tự và tha là nhất thể. Quý vị báo thù lần này, oan oan tường báo, luân hồi trong lục đạo chẳng xong. Khổ chẳng thể nói nổi Trật rồi Người giác ngộ sẽ như thế nào Người giác ngộ biết ta và kẻ khác là nhất thể Kẻ khác hủy bán Làm nhục Tổn hại ta Là vì kẻ ấy mê chẳng giác Hãy nên tha thứ Chẳng có dấu vết gì Chẳng cần nói là tha thứ Dấu vết gì cũng không có vẫn quan hệ đối với kẻ ấy Kẻ ấy là gì? Bồ Tát Lại suy nghĩ sâu xa hơn Người ấy tạo lợi ích cho ta Là ân nhân của ta Kẻ ấy hủy bán ta Coi thử ta có phải là Chẳng khởi tâm động niệm hay chăng Ta chẳng khởi tâm động niệm Là ta được nâng cao Người ấy giúp ta nâng cao Ta đã vượt qua cửa ải khảo thí ấy kẻ y hãm hại ta, ta chẳng có chút tâm oán hận nào. Chư vị đọc kinh đại thừa thấy thích ca mâu ni phật tu nhẫn nhục ba la mật, ngài được gọi là nhẫn nhục tiên nhân. gặp vua ca lợi Các chặt thân thể, đó là chuyện thê thảm đau đớn dường ấy thích ca bồ tát chẳng có mảy may tâm oán hận nào lại còn bảo vua ca lợi trong tương lai tôi thành phật sẽ độ bệ hạ đầu tiên vì sao báo ân bệ hạ vì bệ hạ đối xử tử tế với tôi như vậy khảo nghiệm xem tôi có tâm nhẫn nhục hay không tôi có thể nhẫn tốt nghiệp nhẫn nhục ba la mật ải cuối cùng đã tốt nghiệp rồi chịu nổi khảo nghiệm phạm những ai đến khảo nghiệm đều là ân nhân tất cả hết thể các pháp thế gian và suốt thế gian hệ của hình tướng đều là hư vọng quý vị chấp trước chúng để làm gì sai lầm rồi thể đều buông xuống ai cũng là người tốt chuyện gì cũng là chuyện tốt lẽ nào quý vị chẳng sanh tâm cảm ơn thật sự học phật đối với bất luận kẻ nào cũng đều cảm ơn kẻ ấy đối xử tốt với ta ta cảm kích kẻ ấy kẻ ấy đối xử xấu với ta ta cũng cảm kích kẻ ấy Đều là giúp ta nâng cao Người đối xử tốt với quý vị Chẳng tham luyến sự tốt đẹp ấy Sẽ đoạn gì? Đoạn tiên não Đoạn tham luyến tham ái Kẻ xử tệ với quý vị Quý vị đoạn sân khỏe Ở chỗ này tùy thuộc quý vị buồn xuống Tham sân si bao nhiêu Thật sự buồn xuống Giống như chẳng có chuyện ấy Nếu quý vị hãy còn đôi chút oán hận Chẳng buồn xuống trong thuận cảnh còn quan hỷ đôi chút Chưa buồn xuống Mừng giận buồn vui yêu ghét ham muốn Được gọi là thất tình ngũ dục Đó là phiền não Phải rèn luyện trong hoàn cảnh Tức hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất Luyện tới mức chẳng sanh phiền não Tâm bình khí hòa giống như trong tựa đầy bản kinh này Tâm thanh tịnh hiện tiền kẻ khác đối với quý vị tệ bạc như thế ư ừ, đại ân đại đức quý vị còn muốn trả thù bậc đại ân đại đức xong luôn vẫn phải tiếp tục luân hồi trong lục đạo khi nào sẽ có thể thoát ra khi nào gặp những chướng nạn gặp những khảo đảo tâm bình khí hòa sẽ có thể thoát ra vì vậy người tu hành sống ở đâu vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn trong thế giới này chẳng ai đối với quý vị chẳng khởi tác dụng chẳng có ai không giúp đỡ thành tựu quý vị tùy thuộc quý vị có hiểu hay không có nhận biết hay không lần này tôi sang thăm ấn ni cũng gặp được một xí nghiệp gia nói chung kinh doanh khá lắm mời tôi dùng cơm hỏi tôi một vấn đề có kẻ gạt tiền ông ta Nói chung chẳng ít Ông ta hỏi tôi Có nên kiện kẻ ấy ra tòa để lấy tiền lại hay không? Tôi nói ông học Phật bao lâu? Hơn 10 năm Tôi nói nếu ông thật sự học Phật coi như chuyện ấy đã xong vì sao số tiền ấy tuy nhiều nhưng ông có tiền là một vị đại tài chủ đối với ông mà nói thì món tiền ấy chẳng thấm vào đâu cần gì phải so đo cần gì phải ghim trong lòng ông cũng chẳng phải là thiếu tiền xài cũng lại chẳng thiếu món tiền ấy kẻ ấy dùng cũng giống như ông dùng có gì khác nhau tôi coi thử ông ta nghe nói như vậy có hiểu hay không nếu ông ta hiểu sẽ là thật sự học Phật Nếu nghe mà chẳng hiểu Còn có oán khí Dẫn đi thừa kiện uổng công học Phật rồi Phí hoài mười mấy năm học Phật Đấy là gì Trong khi bị khảo nghiệm công phu Quý vị chẳng thể buông xuống được Đến cửa ai ấy vẫn chưa buông xuống được Vẫn là giảm chân tại chỗ Học Phật chẳng tiến một bước nào vì thế nói tới vô ngã quý vị thấy điều kiện nhập môn là vô ngã không có đối lập không có thành kiến tiếp đó là kiến thủ kiến và giới thủ kiến người qua gọi hai thứ này là thành kiến không có thành kiến quý vị mới có thể tùy duyên điều cuối cùng là không có tà kiến tri kiến của quý vị rất chánh đáng Chẳng thiên lệch chẳng tà Chẳng thiên lệch chẳng tà là do học Phật Pháp mà đạt được Nương theo giáo huấn của Đức Phật để sống Làm việc, đãi người, tiếp vật chẳng có chuyện gì Vui sướng lắm Hạnh phúc lắm Nếu quý vị so đo với người khác Quý vị đáng thương lắm Phiền não vô lượng Toàn là giả Lục đạo luân hồi là giả Mười pháp giới là giả Cứ gì làm chuyện giả Coi giả là thật Đó là mê hoặc điên đảo Sai làm mất rồi Hãy nên biết Người thật sự tu hành Là như cổ đại đức đã nói Tác giả tu chân Hết thảy đều là giả Ta rèn luyện chính mình trong cái giả Rèn luyện sao cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình đều sạch sành sanh Luyện tới mức nhất niệm bất sanh Tâm thanh tịnh hiện tiền là A-la-hán Tâm bình đẳng hiện tiền quý vị là Bồ-Tát Nếu chánh giác hiện tiền sẽ thành Phật Những tâm này đều nằm trong tựa đề kinh vô lượng thọ